Chào được cô An ơi, xin chào mọi người. Buổi chiều ngày hôm nay Kobe em cũng về được mỗi em máy làm kem hàng thanh lý này. Em quen cho mọi người cùng xem. Em trước thì không có chân, em này về lần này có chân nha mọi người. Kích thước chiều dài của em này là 51 này, rộng 68 và chiều cao là 1m37 này. Giờ em sẽ test cho mọi người cùng xem. Đây, hàng thanh lý mà kem da rất là đều nha mọi người. Kem rất là mịn này. Đây, kem vị sầu riêng nha mọi người. Rất là mịn ạ. Cây đầu tiên này. Tiếp theo là cây thứ hai ạ. Đây, kem rất là đẹp này, nhìn rất là ngon mắt ạ. Đây, em mời chị khách qua BM mua hàng. Chị thử luôn. Máy làm kem này của hãng Linseling nha mọi người, của Trung Quốc ạ. Hàng thanh lý này. BM về thêm với em nữa. Anh chị nào đang cần tìm máy làm kem hàng thanh lý, anh chị liên hệ ngay cho bên em. Và anh chị có thể đến trực tiếp cơ sở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, chân cầu Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.